Chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Koshiki Z1000 đầy đẳng cấp mang phong cách Rutin. Mẫu Nikobai 1000cc thần thánh tại Việt Nam đã có màn lột xác cực kỳ ấn tượng sau khi qua một bàn tay của dân chơi trong nước. Chiếc Kawa Z1000 được khoác lên mình bộ cánh mới rất nổi bật và độc đáo, mang phong cách Rutin. Ngoài ra chủ xe còn chi mạnh tay cho chiếc xế với những thay đổi đánh giá, với những update đồ chơi hiệu nghiệp cực chất, làm tôn thêm cái phần đẳng cấp cho chiếc xe. Kawa Z1000 độ đầy ấn tượng tại Việt Nam. Thu hút chiếc xế là bộ cánh bên ngoài quá nổi bật và độc đáo. Gây bắt mắt, bộ cánh mang cái tông màu chủ đạo là xanh cùng với những họa tiết rằn ri, rỉ sét, tạo nên tổng thể đầy độc đáo mà phong cách. Không chỉ gây ấn tượng với cái vỏ bọc bên ngoài, mà chiếc xế còn hút với những chi tiết đồ chơi hàng hiệu trên chiếc xe. Dàn đầu tăng thêm phần thể thao với bộ kính chắn gió Bushi, cụm xi nhanh trước nhỏ gọn, thể thao hơn với xi nhanh Rizuma Rafio. Xe còn được trang bị cụm tay thắng Rebo RSS, bình dầu Rizuma, bao tay Raper. Nắp bình xăng được đổ thêm với cái bộ tay cầm thích hợp cho người ngồi sau. Cụm phanh trước được nâng cấp chất hơn với heo Rebo M4 để ra cái test. Trang bị thêm hệ thống đèn LED chợ sáng cho chiếc xe. Tăng thêm phần nổi bật độc đáo sắc sảo hơn với cái bộ bảo vệ lốc máy Baker. Từng những chi tiết tăng thêm phần đẳng cấp chiếc xe như bộ số gãy Lekatech A. Giảm sóc sau được thay thế bằng cái phục Colin TX dày danh tiếng. Cụm phanh sau được độ lại với heo Rebo Bedit. Bên cạnh đó là cái bộ Optin Racing Full Titanium cho âm thanh cực kỳ quy lực. Ngoài ra cặp lớp chính xe còn được thay thế bằng cái vỏ Prairie Diablo Range CSCR1. Bản đồ độc đáo và ấn tượng này được thực hiện bởi H2 Decan. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp, nhớ like, share và subscribe.